Thưa quý vị, chiều nay, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư thương mại dành cho doanh nghiệp Ấn Độ. Đây là một trong những nỗ lực đổi mới của đơn vị nhằm thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư từ nước ngoài vào Cần Thơ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Dự và phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Hồng cho biết, Cần Thơ có nhiều tiềm năng lợi thế khi là trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long về nhiều mặt. Trung ương đã và đang đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với các quy hoạch phát triển vùng cũng như xem xét ban hành cơ chế đặc thù cho thành phố. Từ đó mong muốn Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân ngài Tổng lãnh sự Madan Mohan Sethi tích cực làm cầu nối để các doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục quan tâm hợp tác đầu tư vào thành phố Cần Thơ và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Ấn Độ yên tâm đầu tư hợp tác. Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi và đại diện liên đoàn các tổ chức xúc tiến xuất khẩu Ấn Độ đã thông tin trao đổi về các vấn đề liên quan đến quan hệ hữu nghị và thương mại song phương Ấn Độ Việt Nam. Đồng thời đánh giá Cần Thơ có nhiều cơ hội hợp tác với Ấn Độ về nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, dược phẩm, dệt may, chế biến thực phẩm. Cũng tại hội thảo, đại diện doanh nghiệp Cần Thơ và doanh nghiệp Ấn Độ đã trao đổi chia sẻ nhiều thông tin hữu ích liên quan đến hoạt động giao thương trong bối cảnh dịch COVID-19 cũng như phục hồi kinh doanh sau đại dịch. Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang thị trường Ấn Độ ước khoảng 1,7 triệu đô la Mỹ, với các mặt hàng chủ yếu là thủy hải sản, may mặc, thép, nông sản và nông sản chế biến. Kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ ước khoảng 20,77 triệu đô la Mỹ, chủ yếu là nguyên liệu dược, nông dược, thuốc thú y, phân bón, hóa chất, giấy. Tuy nhiên, thành phố Cần Thơ hiện vẫn chưa có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài từ Ấn Độ. Do đó, hội thảo được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm, tìm hiểu môi trường đầu tư và hoạt động kinh doanh tại thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.